Xin chào các bác nha. Hôm nay lại đi đánh chim sẻ non đầu mùa 2019 này. Một con đầu đàn vừa về. Đây là đánh 3 cần keo nhé. Thấy đàn đông đánh 3 cần keo. Xuống liên tục. Nhỏ lên tí nữa. Xuống liên tục. Úi xồ, đàn này nó đông nhá. Xuống, xuống, xuống. Nhỏ một lượng đấy tí nữa. Xuống, xuống. Nó còn đông lắm. Không xuống nữa. Vẫn xuống, vẫn xuống, đậu tương đối nhiều rồi. Vẫn xuống, đi cả ngày hôm nay mới được 3 kèo. Kèo này được đông nhất. Chưa kèo nào đông như kèo này. Xuống. Xuống. Xuống đó. Đàn nó lạc đi. Đánh phát nữa các bạn. Ừ, nhiều quá rồi. Gần kín 3 cần keo. Bác nào cần mua keo xào loa cứ liên hệ em nhá. Loa độ xào, xào 1 ly 2 có, 0.8 có. Loại gì em có. Đây. Cũng tương đối nhiều đấy. Rồi, xin chào các bác nha. Hẹn gặp các video lần sau. Đây là bẫy sẻ non đầu mùa nha. Bác nào thấy hay đăng ký kênh, chia sẻ kênh, ủng hộ kênh bên em nha. Xin chào. Chào các bác nha. Hôm nay lại bẫy sẻ tiếp. Hôm nay bẫy sẻ đàn sẻ non. Rinh, rinh, bốn. Ba theo. Đậu chủ yếu là vào chỗ loa. Mình đã chế loa chuẩn rồi thì nó kêu hay là nó sẽ đậu gần loa nhiều hơn. Bắt đầu nó sẽ dàn đều ra ngoài. Không xuống nữa. Đàn này hôm qua em vừa đánh xong. Không chịu xuống nữa. Một hai ba bốn, còn bốn em nữa không chịu xuống. Đây. Rồi, xin chào các bác nhá. Bác nào cần keo xào loa độ cứ liên hệ em nhá. Độ bao chuẩn cho các bác luôn, không phải độ tinh. Em là một thợ đánh sẻ.